mở cửa vô.
đó nghĩ rong. Bò Queen. Dạ. Sao dạ? Ủa trời, quên, không nói, không la lên, không lên tiếng. Không, chưa có trứng. À, đây là chủ yếu là nó bò. Có mấy mực. Dạ, hai xe. Quay lại sao là không được. Ơi. Chị bắt theo em. Tập trung lại đây bà con ơi. Nguyên giải đi vô luôn, luôn hai bên luôn, hai bên luôn. Đó, còn ai phía sau nữa kéo lại đây. Đâu anh Sáu bước lên đây, đã vậy còn đứng dòm nữa. Rồi. Ba em ẹo câu cổ ba liền cái coi em xem. Rồi. Chị Lan. Để được mi luôn. Rồi, phải luôn. Bỏ chị bẻ đâu? Rồi, phải luôn.
chịu chơi không? Chịu chơi không? Ngồi xuống. Dạ, ngồi thả giò xuống đây nè. Thả giò dài xuống đẹp lắm. Trời mưa rơi. Dạ, cái dù nó che nó đỡ nha. Nhưng mà mình đừng có che ập gần mình, che dở cao mình vũ là lấy nước mát. Chị đẹp, chị đẹp. Chị đẹp. Cười cười nhưng mà giờ dưới chân nha, để cười xong làm dài luôn nha. Cẩn thận giờ dưới chân. Giùm đây thả dạ. Ngồi trên đó luôn hả? Trời sao xuống này vậy? Bước lên này là nó kẹo hát luôn á. Cười rớt cái thùng luôn. Xích xích ra chị hai. Rồi. Trời ơi, bắt con hơi hột rồi. Cười, giờ em cười đi. Rồi cái chị kia ngồi dính cửa luôn, rồi cười luôn. Rồi. Phải ngồi xa xa. Cười lên, giờ em. Rồi. Lọc ra, lọc ra. Dạ. Chân thời đi á. Chân thời đi á. Dạ. Dạ, bắt đầu mà là mình qua bên Thanh Lương với Nghinh Phong. Dạ. Thôi em hả? Em nhảy xuống dưới đi chụp liền cho. Dạ. Dạ thôi ghé đi. Dạ ăn em mất cả. Chịu với hai chị ở lại đây chụp chắc. Lại đây lại đây.
nhiêu đây vậy ta? 17 người. 16 người. À vậy hả? Xe đâu cho vô đậu ngoài nó mất chiếc xe. Đó, mát chưa? Mát chưa? Có đi có đậu mà đi lên. Chào đốt quả. Dạ không, mình đi trên đây trước, gần lắm mình xuống biển rồi xe dưới đưa mình ra ngoài luôn. Dạ. Không, hai xe hả? Uống hết 25 ngàn hả? Đi đi bà con ơi, cái này ta đợi nè. Nhà thơ nổi tiếng Hà Mặc Tử là chuyên về thơ tình ha. À, chuyên về thơ tình là nhiều. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Lẽ thiệt. Ở đây lúc trước có, ở đây sẽ có cây phượng gì đó, ở đây mà nó chết rồi. Đứng bên đây này chụp hình nó đẹp, không cần phải lên gần nữa. Ở đây chụp hình nó rất đẹp. À, cười lên. Hello, 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 hello. Đó, đẹp nè, rồi bắt đầu giờ mình chuyển qua đây. Nếu mà vừa quay vừa chụp em dẫn vừa quay chụp luôn qua đây. Này nó đậm vậy này. Phải tôi đứng cái quả giúp mình tập hòa kìa. Vậy, bây giờ mình đi xuống bãi biển Hoàng Hậu. Chúng ta bãi sỏi. Đồ ở đâu đem? Đi đi bà con ơi. 25 ngàn chai đó. Rẻ đâu à? Dạ. Dạ có. Biết được xe đi lịch mà quên đeo hoài. Rồi đi bà con ơi.
cho mình đi tới cho ta chụp. Ai chụp từ nhau vô đứng đó liền, đứng làm kẹo ngay chụp liền. Rồi. Ai chụp thì đứng lại, ai không chụp thì đi tới luôn. Rồi. Đi tới luôn, đi tới luôn. Tới luôn, mình lên xe mình đi luôn. Yeah.